Trời ơi, plan cái gì sai rồi, plan mông cao gì sao mà vào bụng được. Em mới tập xong mà em ăn gì đó? Sao em mới tập xong mà lại ăn xúc xích? À, ăn sai rồi, mới tập xong ăn cái thứ này không giảm cân được đâu. Thật sự á, là các bạn biết không, có tới 10 nguyên tắc giảm cân mà nếu mà bạn không biết, bạn học hoài, bạn chắc chắn sẽ mặc thôi. Em thấy có mỏi chân không? Có đau, mệt không? Đau, mệt nhất. Ừ, tại sao nữa? Khó giảm mỡ bụng xuống không? Thì leo lên cái cân số nó vẫn tăng nguyên, hoặc là nó vẫn giữ nguyên hoặc là tăng. Cái dòng eo nó không có giảm xuống đúng không? Dòng eo mà từ 66, 67 nó không có giảm xuống. Đó, cái sai lầm trong cái nguyên tắc đầu tiên của việc các bạn giảm cân đó là các bạn tập cardio quá nhiều. Khi các bạn tập cardio quá nhiều, cái vấn đề các bạn gặp phải là các bạn sẽ quen cái động tác rất là nhanh, và nó dẫn đến việc là các bạn tập theo kiểu là sức bền, và đó một thể trạng, một dạng của hô hấp thiếu khí. Khi các bạn hô hấp thiếu khí, cái mức calo của bạn nó sẽ sử dụng ở mức tà 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 tà. Ngày 1 1000 cái chân minh chắc, ngày 2 1500 cái clap chắc, ngày 3 1000 cái nhảy dây, ngày 4 quay lại ngày 1, ngày 5 lặp lại ngày 2, ngày 6 lại quay lại nhảy dây. Khi các bạn tập cardio quá nhiều, cơ thể của bạn sẽ quen với động tác, phần lớn là khớp của các bạn nó sẽ hoạt động thôi, và các khối cơ của bạn nó không được xây dựng, cơ nó có mỏi hơn không? Không, nó chỉ bị đau khớp thôi đúng không? Ừ. Và các bạn cũng không có nhu cầu các bạn ăn nhiều thịt cá hơn, nó dẫn đến việc là cơ thể các bạn không đủ săn chắc, và nó dẫn đến việc là không sử dụng và không đốt đi cái lượng mỡ thừa. Như vậy, hãy xen kẽ những cái ngày, nguyên tắc đầu tiên là hãy xen kẽ những cái ngày tập cardio và cái ngày tập tạ, hoặc là trong một buổi hãy xen kẽ các bài tạ với bài cardio. Nhớ cái nguyên tắc này nha. Tập đúng kỹ thuật đó. Sao em tập nhẹ như vậy? Nay ngày thứ mấy rồi? Em tập quen rồi. Em tập quen phải tăng tạ lên chứ. Bước. Vậy sao bài bước mà em chơi tạ nhẹ vậy? Em tập bao nhiêu lâu rồi sao bài bước em chơi tạ nhẹ vậy? Còn bước lóng ngóng nữa. Tạ nhẹ quá sao bước đúng được? Tại sao không tăng tạ? Không, tăng tạ tay to đó. Đó, các bạn thấy không? Cái sai lầm thứ hai mà khi nữ giới tập luyện rất dễ và rất hay gặp phải, đó là cứ có mức tạ nhẹ, cứ tập từ ngày này qua tháng nọ, cứ tập hoài cái mức tạ nhẹ. Điều này nó dẫn đến việc là cơ thể của bạn nó quen với cái mức tạ đó, nó không cảm thấy mệt, nó không cảm thấy cần sự cố gắng để giãn cơ, kéo cơ và căng cơ, cũng như phá hủy một vài những cái sợi cơ nhỏ li ti để mà phát triển nhóm cơ mới. Nghe tới đây ha, rồi em cho ý kiến đi. Nghe tới đây em cảm giác như sao? Nghe cảm giác là em sắp trở nên to bự khổng lồ, cơ bắp cuồn cuộn đúng không? Nhưng mà không, thực tế là nữ giới các bạn không có hormone testosterone của nam, nên về cơ bản các bạn sẽ không thể xây dựng một khối lượng cơ bắp tay to được. Như tôi chẳng hạn, bắp tay của bạn nó chỉ có nhiêu đây thôi, kể cả khi bạn tập mức tạ 4kg, 5kg, 6kg, 7kg, 10kg. Vậy nên các bạn cứ tập tạ nặng đi. Khi các bạn tập tạ nặng, cơ thể của bạn cần phải có một cái sự ráng sức nhiều hơn, rất là nhiều, để có thể kéo, nâng hoặc là cầm tạ bước mệt hơn rất là nhiều. Nhưng và như người vậy, tay to họ sẵn họ sẽ không cảm thấy tin tưởng điều đó đâu. Những người tay to sẵn, tôi nói họ luôn sẽ là tay họ cứng và có cơ sẵn rồi. Khi nào cơ tay của các bạn kéo ra một lớp da mà nó mỏng như gì á thì nó là to cơ. Và khi nào mà tay của bạn có thể cầm lên cục 15-20kg, các bạn ngồi các bạn cuốn vậy thì nó mới là cơ. Còn nếu mà bạn không làm được như vậy thì tay của bạn là mỡ và rất nhiều mỡ. Mỡ đông cứng. Nó đông cứng, nó cô đặc luôn trong đó. Và bạn cần phải tập tạ rất nhiều, kết hợp với tập cardio đầy đủ và chế độ ăn, để cơ thể bạn có thể thay đổi vấn đề đó nha. Đó là nguyên tắc thứ hai. Hãy đừng bao giờ giữ luôn một mức tạ, mà hãy tăng cái mức tạ liên tục trong một cái khoảng thời gian vài tuần hoặc là vài tháng, đối với phần lớn tất cả các bài tập có liên quan đến tạ của bạn. Nhớ nha, đó là trước tập không ăn. Em có ý kiến gì về việc này? Trước tập ăn bánh mì không được không? Không. Mì không. Không có thời gian uống sữa được không? Không luôn, càng không. Để uống sữa vô tập 30 phút là bị ói. Uống ngũ cốc khá ổn, nhưng mà tiêu thời gian tiêu nó hơi bị lâu. Pha yến mạch với quay
tương đối tốt, nhưng mà không phải lúc nào cũng ủng hộ vẫn phương án đó. Hết rồi, chú tập cơm chiên trứng không có thời gian nấu. Hãy cố gắng nấu và chuẩn bị, hoặc là bánh mì ốp la khá là ổn. Không có chỗ mua. Bánh mì ốp la chỗ nào mua dạ có. Học trong trường không có chỗ mua. Không, giờ được, là không được, không được. Mang đồ ăn không, phải cố gắng. Các bạn thấy không, cái vấn đề ăn trước tập nó rất là quan trọng. Khi mà cơ thể của bạn không ăn trước tập, nó dẫn đến việc bạn không có đủ sức để tập. Cái buổi tập luyện của bạn mà bạn muốn nó hiệu quả, bạn cần một cái sự tập trung rất là lớn để có thể tập liên tục trong vòng từ 30 đến 45 phút. Và khi mà bạn không ăn trước tập, với những cái bữa ăn nó có thành phần là tinh bột, có thành phần là chất đạm, có thành phần là rau, khoảng tầm 30 đến 45 phút trước tập, hoặc là trong trường hợp quá cần gấp mà bạn cần tập mà bạn chưa chuẩn bị gì ăn thì ăn một quả táo thôi, biết sao giờ, đúng không? Có ăn tốt hơn là không ăn, có tập còn tốt hơn là không tập. Đó là lời khuyên chân thành cho các bạn, là hãy nhớ ăn trước tập. Bởi vì buổi tập của bạn, bạn không ăn trước tập, bạn đừng mong là bạn có thể tập được nhiều để mà từ đó có thể sử dụng cái năng lượng mỡ thừa, từ chất béo thừa, từ mỡ thừa để dẫn đến việc là bạn giảm cân nhiều hơn. Rồi, chúng ta đến với nguyên tắc thứ tư. Nó lại quay lại vấn đề đó là sau tập ăn không đủ chất đạm. Bình thường sau tập em ăn gì? Ăn cơm với trứng chiên ốp la. Đó, chính xác. Đó là một cách cực kỳ đơn giản hiệu quả, bởi vì cơ thể của bạn sau tập nó rất cần chất đạm, đặc biệt là trong một quả trứng gà bạn có 7 gram protein, nó giúp cơ thể của bạn tái tạo các nhóm cơ rất nhanh và rất tốt. Tại vì sao? Tại vì khi mà sau tập á, ví dụ sau tập em không ăn mà em đi uống trà sữa đi, trà sữa thì gần như là em sẽ không có protein, sau không tập có đi, chất đạm. Đi nhậu, ăn đồ nướng, uống bia. Đó, sau tập đi nhậu, ăn đồ nướng, uống bia thì lại bơm vào cơ thể một cái khối lượng calo rất là lớn, và đặc biệt là bia và cồn, nó có cồn, cồn nó giúp phân hủy protein rất là tốt. Nghĩa là bạn ăn vô mà bạn uống bia thì gần như là cái lượng protein trong đó nó không hấp thu được vào cơ thể của bạn. Nó dẫn đến cái việc là cơ thể của bạn sau khi tập, bạn cần dinh dưỡng để phục hồi, để ngày mai hoặc là ngày mốt bạn có thể tập tiếp. Nhưng khi đó bạn lại phá hủy những gì bạn cất công 45-60 phút để bạn tập luyện. Nó dẫn đến việc cơ thể của bạn nó bị phá hủy rất là nhiều, và bạn vừa bị tổn hại sức khỏe, bạn vừa khó phục hồi. Vậy làm sao mà ngày mai, ngày mốt bạn có thể đi tập? Làm sao bạn có thể duy trì cái lịch tập luyện đều của bạn được? Và như vậy là quá trình giảm cân của bạn thất bại. Tại vì chắc chắn bạn không thể, khi mà bạn đã nghỉ 3-4 ngày một tuần liên tục là coi như là bạn sẽ bỏ luôn cái ý định là bạn sẽ đi tập để giảm cân. Giờ đúng không? Sau tập đi làm liền, xong rồi 4-5 tiếng sau mới ăn được không? Cũng không luôn, tại vì khoảng thời gian nó quá lâu, cơ thể của bạn sẽ bị đói. Khi cơ thể của bạn nó bị đói, nó dẫn đến việc là chính xác là cái quá trình nó tự phân hủy những cái protein trong tế bào cơ của bạn để nó đi nuôi cơ thể. Vậy ăn táo thì sao? Ăn một quả táo xong 4 tiếng sau mới ăn. Hãy nên cố gắng chuẩn bị táo và trứng trong trường hợp mà bạn ăn sau tập một cách cần thiết, và không nên kịp chuẩn bị cái gì đó. Điều đó rất quan trọng nhé. Rồi, cái nguyên tắc thứ năm đó là cả ngày bạn không ăn rau và trái cây. Cả ngày em có ăn rau và trái cây không? Có, nhưng mà giờ vô mùa đông rồi thì khó mua rau với trái cây. Nhưng mà bạn nên hãy cố gắng làm sao để có thể chuẩn bị được đa dạng các loại rau hoặc trái cây để thay thế. Bởi vì sao? Tại vì trong rau và trái cây nó có rất nhiều vitamin. Vitamin nó cần thiết ở vấn đề gì? Vitamin nó cần thiết ở vấn đề là nó liên kết các mô cơ bắp để nó giúp bạn phục hồi nhanh hơn. Bản chất của protein nó chỉ giúp tái tạo cơ, nhưng các thành phần protein phân hủy tạo ra các protein nó có liên kết nhau nhanh được hay chậm, nó phụ thuộc vào việc là cơ thể của bạn có cung cấp đầy đủ các loại vitamin hay không. Đồng nghĩa với việc là khi bạn ăn đầy đủ các loại rau, trái cây, vitamin, khả năng kháng thể trong cơ thể của bạn cũng như là sức đề kháng của bạn sẽ tăng rất là nhanh, và cơ thể của bạn phục hồi cao hơn, bạn sẽ mau chóng đỡ nhức mỏi hơn. Nó dẫn đến việc là bạn có thể tập đều, tập bền. Cái vấn đề là chúng ta đi chặng đường dài, chứ không phải là chúng ta tập ngày 1, ngày 2 với hy vọng chúng ta sẽ giảm cân thành công. Không có đâu, các bạn phải tập rất là đều, rất là dài. Rồi, chúng ta đến với nguyên tắc thứ 6. Đó là bạn đừng nên ăn quá nhiều tinh bột. Cái sai lầm này rất hay gặp phải. Ăn hai củ khoai với một cái bông cải xanh. Vì câu hỏi đặt ra là làm sao để biết cái lượng tinh bột bạn ừ, cần ăn bao nhiêu đó. Thấy không? Tại vì mỗi người mỗi thể trạng khác nhau, cái người 50kg ăn khác, người 55kg ăn khác, 60, 65, 70, 75, 80. Nhưng còn tùy là cái sức bạn tập đang ở ngưỡng nào. Ví dụ các bạn tập với cấp độ nào của Ryan Long Fitness A, B, C hay D, cái mức calorie bạn tiêu hao như thế nào, nó dẫn đến việc là mỗi bữa ăn bạn cần ăn bao nhiêu calorie.
và 50% calori trong đó là tinh bột, thì sẽ suy luận ra là bạn cần ăn bao nhiêu cơm hoặc là bao nhiêu khoai. Ví dụ như tôi đi tu tập thì mỗi bữa ăn, nếu tôi ăn khoai thì tôi có thể ăn cỡ 200g hoặc là 300g, nhưng mà bạn thì chỉ còn 100g thôi là đủ. Vấn đề ở đây là cái đó được tính dựa trên việc là bạn tập bao nhiêu và bạn tiêu hao bao nhiêu, cũng như là cơ thể của bạn đang thay đổi và cần thay đổi giảm bao nhiêu cân đó. Cái đó còn có một cái sự tính toán chuyên nghiệp và chi tiết nha. Rồi cái vấn đề đó thì bạn có thể inbox fanpage để đăng ký mua khóa học online để có cái phần mềm tính calorie, hoặc là có meal plan được thiết kế sẵn dành cho bạn. Vấn đề thứ bảy đó là ngủ không đủ giấc. Những ngày mà em thiếu ngủ em có mệt không? Có mệt, bực bội, căng thẳng, dễ cáu gắt. Và tập có được không? Không tập được. Đó, cái vấn đề là tỉnh táo để tập. Cái vấn đề là khi mà có thể bạn tập nặng, bạn cần cái có một cái giấc ngủ đủ, giấc ngủ dài. Và nếu mà giấc ngủ của bạn nó không sâu, cơ thể của bạn nó không sản sinh ra những cái hormone tốt để nó phục hồi các tế bào cơ bắp, cũng như nó phục hồi sự tổn thương đến từ quá trình tập luyện, nó làm gây hại cho cơ thể. Cũng như là khi mà bạn không ngủ thì cơ thể sản sinh ra rất nhiều hormone gia tăng trọng lượng thừa, gia tăng mỡ thừa trên cơ thể của bạn. Vậy nên cái bí quyết, cái nguyên tắc thứ bảy trong vấn đề giảm cân bạn phải cực kỳ lưu ý, đó là hãy ngủ đủ giấc. Nếu mà buổi tối bạn không ngủ đủ giấc thì hãy ngủ bù với một giấc buổi trưa khoảng tầm 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ. Nó rất là tốt cho cơ thể của bạn. Hãy dành mọi sự ưu tiên cho giấc ngủ của bạn nha. Tôi chỉ nói là dành sự ưu tiên thôi, chứ còn ai chẳng biết là công việc bận rộn. Nhưng mà bạn rõ ràng mà phải ưu tiên cho giấc ngủ nếu bạn muốn có một cuộc sống tốt đẹp, đúng không? Rồi, vấn đề thứ 8 là chúng ta ăn không đều bữa trong ngày. Có rất nhiều bạn gặp phải tình huống là sáng vội vàng, đúng không? Ăn chỉ ăn cua, uống sữa đậu nành. Đó. Rồi trưa ăn cơm phần, cơm quán. Trưa ăn một củ khoai. Rất ít luôn. Ăn tối. Tối mới dữ dội. Tối có hẹn với bạn đi ăn xin quay. Ăn gì nữa? Có khi ăn nhiều hơn rất là nhiều luôn. Ấy là ăn xin quay là tăng 1 thôi, còn tăng 2, tăng 3, tăng 4 thì tùy hỷ, tùy tâm. Đó, các bạn thấy không? Có rất nhiều vấn đề khi mà bạn giảm cân. Cái sai lầm mà các bạn rất hay gặp phải đó là các bạn ăn một cái khối lượng calorie hợp lý với mức cơ thể bạn cần, nhưng nó không chia đều. Nghĩa là thay vì các bạn ăn 1000 calorie, nghĩa là một phép chia cơ bản là mỗi bữa bạn ăn cỡ 300 mấy, đúng không? Nhưng mà thực chất là đôi khi là buổi sáng bạn ăn có 100 calo, buổi trưa bạn ăn có 100 calo, đến buổi tối bạn ăn mà quất là một phát 800 calo. Cơ thể của bạn nó rất là ngộ như thế này, đó là cái mức tiêu thụ năng lượng á, nó sẽ nhiều nhất vào buổi sáng, bởi vì đó là ngày thời điểm mà bạn khởi động ngày mới. Nhưng mà không tỉnh táo mà không tính cái thời gian tập nha. Tại vì cơ thể của bạn từ lúc ngủ nó phải khởi động để làm gì? Để cơ thể của bạn cần năng lượng để bạn lái xe, còn năng lượng cho sự tập trung chuẩn bị cho việc học tập buổi sáng hoặc là vào ca làm buổi sáng. Điều này là không thể chối cãi, khoa học đã chứng minh rồi, tôi không cần phải chứng minh lại. Nó cần năng lượng để bạn tập trung làm việc. Buổi sáng bạn có những công việc gì? Ví dụ như bạn đi làm rồi buổi sáng có họp vào buổi sáng, có bàn công việc vào buổi sáng, có tập trung giải quyết công việc vào buổi sáng, và khách hàng buổi sáng rất là đông. Bạn đi học thì có chuyên bài đầu giờ, bạn đi học thì có những môn chính vào buổi sáng, rất là nhiều. Năng lượng vào buổi sáng còn rất nhiều, nên mặc định của cơ thể tự nó sẽ sử dụng một năng lượng rất là lớn vào buổi sáng. Sau đó nó sử dụng năng lượng vừa vừa vào buổi trưa, vào buổi tối nó bắt đầu nó đi ngủ. Nó nói là tới giờ nghỉ ngơi đã đâu còn năng lượng nhiều. Nhưng chúng ta lại có một cái sự sai lầm rất là lớn, đó là chúng ta lại ăn ít vào buổi sáng, ăn vừa vừa vào buổi trưa, mà chúng ta lại ăn nhiều vào buổi tối. Đó là một sự sai lầm rất là lớn. Đấy, các bạn thấy không? Cái vấn đề là khi các bạn chiều chuộng cái vị ngon của cái miệng thì nó hại cái thân, là các bạn ăn quá nhiều calorie thừa vào buổi tối. Nó dẫn đến việc là cơ thể khi đó nó không cần nhiều mà các bạn lại đưa vào nhiều, mà khi nó cần nhiều các bạn lại đưa vào ít. Nó dẫn đến những rối loạn trong việc chuyển hóa, và từ đó dẫn đến việc cơ thể của bạn bị tăng cân. Nên hãy hạn chế cái vấn đề này. Rồi chúng ta đến với nguyên tắc thứ 9. Rồi đó là ăn quá nhiều đường và chất béo. Rất nhiều bạn trong chúng ta hỏi là anh ơi, em sao em tập hoài, em ăn hoài mà em vẫn tăng cân, em vẫn không thể nào giảm cân được. Nhưng mà nguyên tắc thật sự là các bạn không để ý là những đồ các bạn ăn đôi khi nó quá ngọt. Ví dụ đây em. Bình thường thôi, nấu ăn bỏ, thói quen bỏ đường thôi. Thường những người ăn vậy là họ không nghĩ là họ ăn ngọt đâu, họ nghĩ là họ ăn vừa miệng họ thôi. Còn như mình là nói thẳng ra là mình ăn đồ nhạt nhẽo, anh hiểu không?
Đơn giản như các bạn nhìn vào cái đồ ăn, các bạn thấy cái màu của nó vàng nhiều quá. Các bạn thấy cái màu của nó quá nhiều đường. Và các bạn cảm thấy ăn rất là ngọt. Đó là cái quá trình khi mà các bạn ăn, các bạn đã quá quen thuộc nhiều năm, các bạn ăn rất nhiều đường, rất nhiều đồ ngọt. Nó dẫn đến việc làm sao? Nó dẫn đến việc là cơ thể của bạn dễ dàng và dễ chấp nhận những cái đồ ăn quá nhiều đường. Đặc biệt là những cái món mà các bạn chiên xào, hay là những cái món mà đồ nướng đi. Khi các bạn ăn đồ ăn mà nó có quá nhiều đường, quá nhiều đồ ngọt, nó dẫn đến việc là cơ thể của bạn cực kỳ dễ hấp thu cái lượng calo rất là lớn nha. Cùng một cái đùi gà, các bạn đem luộc chấm muối tiêu chanh, calorie của nó khoảng tầm 200. Nhưng mà nếu ướp mật ong hay ướp đường hay là làm cho nó ngọt lên xong đem đi nướng, cái lượng calo của nó tăng lên tới 400, rất là cao, rất là lớn và chênh lệch rất là nhiều. Rồi, song song với đó là cái đồ chiên xào nhiều dầu mỡ. Ví dụ như con cá, bạn nấu canh nó khoảng tầm 150 calo, nhưng nếu mà bạn chiên áp chảo ngập dầu nó có khi nó lên đến 500 calo. Đó là những thói quen mà bạn cần phải giảm nếu mà bạn muốn giảm cân. Rồi cuối cùng, cái yếu tố và cái bí quyết thứ 10, cái nguyên tắc thứ 10 đó là tránh bị căng thẳng và stress. Em có công nhận là những khi em căng thẳng, những khi em stress, mỡ của em nó tăng nhanh hơn rất là nhiều không? mỡ tất cả bụng dưới sẽ tăng nhanh, giống như dầu mực bội xuống đó. Thật ra là trong cơ thể của phụ nữ có những cái hormone khi mà bạn căng thẳng, khi bạn nghĩ về cái vấn đề là tại sao mình tập 2 ngày rồi mà mình chưa giảm cân, thế là mình bước lên cái cân, mình rồi tới hồi mình ăn xong mình cảm thấy còn chưa có hiệu quả. Đúng rồi, rồi đến hồi mà ăn xong cảm thấy là mình ăn ít quá, mình ăn cảm thấy không có đủ no, mặc dù mình ăn có nửa hộp khoai tây chiên thôi, đó, mình bước lên bàn cân mình vẫn thấy cân nặng nó vẫn nhiều hơn. Thế là tại sao lại vậy? Mình rất là đói. Ở đây đầu tiên là bạn hãy xem lại chính nguyên tắc phía trước, xem bạn đã làm đúng hay chưa nha. Rồi sau đó đừng cảm thấy bị căng thẳng, đừng cảm thấy bị áp lực. Bởi vì khi mà bạn càng áp lực, bạn càng căng thẳng, cơ thể của phụ nữ của các bạn, thậm chí cái nam giới, nó tự động nó sản sinh những cái hormone, nó làm rối loạn cái hormone chuyển hóa của cơ thể, nó làm tăng cái khả năng hấp thu chất béo và giữ cái chất béo trong cơ thể, nó làm cân nặng của bạn tăng lên, rất khó kiểm soát. Vậy nên hãy có một cuộc sống thư giãn, thoải mái, hãy nghĩ về những điều tích cực để tránh bị stress và quên đi cái việc là bạn cần giảm bao nhiêu ký. Tạm thời quên đi, nghĩa là tạm thời quên đi, mà khi mà trong ngày, trong tuần á, các bạn tập trung vào việc là các bạn hãy tập cho thật là tốt, các bạn hãy ăn cho thật là tốt, nhiều rau củ quả trái cây, tập ra thì là tốt, tập hết sức rồi 2-3 tuần sau hãy nghĩ đến việc là cân lại. Quan trọng là bạn phải thấy bạn khỏe lên, quan trọng bạn cảm thấy bạn yêu đời hơn, bạn thoải mái hơn, khi đó cân nặng của bạn sẽ dễ dàng thay đổi hơn rất là nhiều. Đó là những kinh nghiệm và những nguyên tắc, đúng không? Nhưng mà những người xung quanh sẽ tác động để cho mình bị căng thẳng, hiểu không? Ví dụ như là mình, nếu là em phòng tránh vấn đề đó như thế nào, chia sẻ kinh nghiệm với các bạn đi. Đóng cửa tôi khi nào đẹp thì mới gặp mọi người chứ sao. Cái vấn đề này rất khó giải quyết. Cái vấn đề này thì chắc là mình phải quay một cái video khác về cái vấn đề làm sao để tránh cám dỗ rồi. Hôm nay 10 nguyên tắc để mà giảm cân dành cho các bạn và kết thúc ở đây thôi. Các bạn hãy xem thật kỹ và nghe thật kỹ những cái điều mình chia sẻ, vì đó nó đều rất cần thiết cho các bạn. Còn nếu mà các bạn muốn có một cái chương trình tập luyện chi tiết với lịch tập rõ ràng và dinh dưỡng rõ ràng, cứ inbox fanpage đăng ký khóa học online của Rylon Fitness để tôi có thể tư vấn và kiểm soát các vấn đề tập luyện cũng như ăn uống của bạn một cách rõ ràng hơn. Vì gần Tết rồi, hãy tập trung lo tập đi. Nếu không là nếu không là các bạn sẽ không kịp đâu. Nếu bây giờ mà chúng ta search là còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết thì nó sẽ rất là gần. Các bạn có biết còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết không? Để tôi search Google cho các bạn xem nha. Em search thẳng đi, mọi người chấp nhận đợi mà. Đây, còn đó, bao nhiêu ngày? Top câu hỏi của Google luôn. Còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết? Câu hỏi chúng ta chỉ còn 64 ngày nữa là đến Tết thôi. Nên nếu mà các bạn muốn giảm cân để mặc đồ đẹp đón Tết, hãy tập trung. Khóa 8 tuần. Hãy tập trung. Các bạn có thể đăng ký khóa 8 tuần của Rylon Fitness và hãy tập trung hết sức để cho việc tập luyện cũng như kiểm soát vấn đề ăn uống dinh dưỡng một cách tốt nhất nha. Rồi, xin chào. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo của Rylon Fitness. Nhớ mua gói 8 tuần nha.